Quả thực, không có gì quý hơn sức khỏe của bản thân và gia đình. Chính vì vậy, nấu những món ăn ngon, dinh dưỡng từ nấm linh chi là việc cần thiết. Chỉ cần chuẩn bị các nguyên liệu, súp lơ xanh màu trắng, cà rốt và củ cải, 15g nấm linh chi thái lát còn nguyên bào tử, 10g kỳ tử, 5 quả đại táo, 1 con gà và đương nhiên không thể thiếu các loại gia vị để ướp cùng. Và bạn có thể ăn kèm bánh mì hoặc bún tùy khẩu vị. Cách nấu cũng chẳng cần quá cầu kỳ, chỉ cần lấy nấm và mầm nấm đun sôi với 1,5 lít nước, sau đó cho gà vào nồi nước linh chi mới nấu. Tiếp tục bỏ đại táo, đậy nắp và đun nhỏ lửa đến khi gà mềm. Đương nhiên, càng mềm thì gà sẽ càng ngon và nước sẽ càng ngọt. Xong bước này, bạn sẽ cho củ cải, súp lơ vào nồi hầm thêm 30 phút để có một món ăn không chỉ ngon mà còn nhiều dinh dưỡng nhé.